Thầy Hoàng xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 1. Hôm nay thầy xin gửi đến các bạn bài học ở chủ đề 2, nhịp điệu tuổi thơ. Tiết 2, học hát bài múa đàn, dân ca Thái, lời Việt, Việt Anh. Bây giờ xin mời các con đến với một số hình ảnh đặc trưng của người dân tộc Thái. Đầu tiên là về trang phục, rất là màu sắc ha. Thường có khăn gội đầu. Nghề dệt thổ cẩm cũng là nét đặc trưng của người Thái. Phong tục ở nhà sàn, múa sạp trong các lễ hội, cồng chiêng cũng là nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Thái. Kèn cũng là một nhạc cụ rất là đặc trưng của người Thái. Và bây giờ thầy xin mời các con đến với bài hát múa đàn. Xin mời các con đến với phần nghe mẫu nha. Các con có thể lắc lư theo nhạc nha. Câu số 3, tình 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 tan tình tan. Câu số 4, vang lên câu ca nhịp nhàng. Câu số 5, cầm đàn em múa nhịp nhàng. Câu 6, đánh lên khúc kịch tình tan. Và bây giờ thầy xin mời các con đến với phần học hát từng câu nha. Bây giờ xin mời các con nghe câu 1. Cười lên nha các con.
con đã học xong bài múa đàn. Để bài này hay hơn, thầy xin mời các con đến với một nhạc cụ, đó là thanh phách. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các con hát kết hợp với nhạc cụ thanh phách đệm cho cái bài hát múa đàn nha. Bây giờ các con nhìn lên trên màn hình. Khi các con thấy cái tiết tấu này thì các con đọc là ta ti ti ta, nghỉ một phách, ta ti ti ta. Bây giờ thầy làm trước nha, các con sử dụng thanh phách nha. Ta ti ti ta, ta ti ti ta, đọc cả lớp 1 ha. Ta ti ti ta, ta ti ti ta. Lần nữa. Ta ti ti ta, ta ti ti ta. Rất tốt, cảm ơn các con. Bây giờ thầy sẽ sử dụng nhạc cụ thanh phách đệm vô cái bài hát này, các con chú ý nha, thầy làm mẫu trước nha. Tình tình đầy mây cây đàn, cùng hòa lên vang bình vang. Tình 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 tan vang lên cô ca nhịp nhàng. Cầm đàn em mua nhịp nhàng, đánh lên khúc kịch tình tan. Bây giờ thầy xin mời tất cả các con vừa hát bài múa đàn vừa kết hợp nhạc cụ thanh phách đệm vô cái bài hát này nha. Với nhạc không lời, gõ theo nào. Thầy xin dừng tiết học ở đây và hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.